trong trường hợp bạn đi chung xe mà chỉ mỗi mình bạn muốn nghe bài nhạc đó hay là bản tin đó mà không làm phiền tới người khác, bạn có thể vào phần cài đặt loa. Với xe Vios, trên màn hình xe Vios bạn thấy có dấu mũi tên ở trên cao, bấm vào để vào phần cài đặt. Vào phần cài đặt rồi, kiếm phần âm thanh, chọn âm thanh. Vấn đề này nó thuộc về phần chỉnh âm và cân bằng, chọn chỉnh âm và cân bằng. Bạn thấy trọng tâm âm thanh đang nằm ở giữa, trước không, sau không, phải không, trái không. Điều này chứng tỏ tất cả các loa đều hát. Bạn chấm vào nó, hoặc là bạn có thể chỉnh. Rồi, như vậy là chỉ hát một loa thôi. Trong trường hợp hai người thì bạn hai người nghe ở phía trước, nghe hai loa trước.